Giấu vào đấy không lại nhìn thấy đúng không? Mấy quỷ nhà tinh. Ôi chị không hiểu mấy bà ấy, sao nhiều bà các bà ấy tinh thế không biết được. Cái này hả? Mấy bà các bà ấy tinh thật ý. Mặc vào à? Không không, mặc dạ thôi em ạ. Chị lai dạ mà. Mình mới tìm cái này đâu ra. Kaki đâu? Đây là Gia Lộ. Ừ, Gia Lộ. Kaki là cái em cam cam kia. Này. 79K cùng bồ 2 chiếc. Hello, hello. Dễ tìm không? Của bà tôi vẫn ở trong trước mặt tủ lạnh kìa. Đây là bà Thanh Hoa. Hello hello. Không, trang cá nhân đấy. Hello hello, lốt dạ nhá. Trời ơi, dạ mới bao. Ở đây đây, tôi bấm một cái kìa bà, tôi bấm đen đen á. Không, ở chỗ kia, buộc buộc ở chỗ kia, Thanh Hoa đúng không? Bà xem lại, xem xong đúng chưa? Hello, bà nào đang xem chấm cho một chấm đi nào, chia sẻ đi nhá. Giá này chỉ áp dụng cho những bà nào chia sẻ cho em thôi nhá. Rất rất là xinh nhá, các bà chia sẻ cho em đi ạ. Mọi người chia sẻ cho em đi nào. Hello, hello. Mọi người chia sẻ cho em đi nào. Bà nào đang xem cho em một chấm đi ạ. Chế nào đang hóng cho em một chấm đi nào, rất rất là nhiều em xinh nhá. Rất rất là nhiều em xinh nhá, đang xem cho em một chấm đi ạ. Có áo dạ màu đỏ không? Ừ. Có chị ai ơi. Ai? Bà nào bảo cái Hồng Nhung à? Đúng không? Thu Hoa Nguyễn. Có dạ đỏ nhá. Có dạ đỏ chị ơi. Dạ đỏ tí chia sẻ cho em đi đã nào. Mọi người chia sẻ và có người nhiệt tình cho em ạ. Mọi người chia sẻ bà đi. Chia sẻ nhiệt tình lên giúp em đã nào. Chó nhiều dạ xinh lắm. Rất rất là nhiều em xinh nhá, bảo đang xem cho em một chấm đi ạ. Cho người kẻ ra. Chị ơi đang xem cho em một chấm đi ạ. Không. Không biết bao giờ có cái xinh lẫn sáng nga như quần ánh. Chị Hiếu đang xem cho em một chấm đi nào để em có lên mã nào. Hello chị Bích Nhàn, không biết bao giờ mới có thời gian sang nhung lấy quần áo nhỉ. Thằng Nguyễn ơi sang đi. Chị Hiếu đang xem cho em một chấm đi. Hello chị Bích Nhàn nhá, mọi người đang xem cho em một chấm đi nào. Chị Hiếu đang xem cho em một chấm đi để em có lên mã nhá. Rất rất là nhiều em xinh luôn nhá. Làm nhanh lên nào, chấm đi để em có lên dạ nào. Giời ơi, dạ hôm nay đẹp lắm. Dạ đẹp lắm luôn, các bà chia sẻ cho em đi để em có lên mã nhá. Ôi em đầu chơi đỏ rực đi. Đổi đổi đổi, em đầu em chơi màu đỏ nhá. Hello Bùi Thị Thảo My nhá. Các bà chia sẻ cho em đi ạ. Em đầu tiên em chơi em màu đỏ luôn. Các bà chia sẻ cho em đi nào. Bà đang xem chia sẻ cho em đi ạ. Ôi chia sẻ nhiệt tình lên giúp em nào. Hello Ánh Bóng nhá. Ê con Ngân ngủ. Chia sẻ cho em đi nào. Mọi người chia sẻ cho em đi để em có lên mã nào. Chia sẻ đi ạ, bà nào đang xem chấm cho một chấm đi để em xem bao nhiêu người xem rồi. Để em xem bao nhiêu người xem rồi em có lên mã nào. Chấm cho một chấm đi để em xem bao nhiêu người xem rồi em có lên mã nào. Trời ơi, nhiều em xinh lắm, các bà mà không vô thì tiếc lòi mắt ra. Nhiều em xinh lắm. Nào các bà chia sẻ đi ạ, chấm cho em một chấm đi để em có lên mã nào. Em này nhá, em bắt đầu lên mã luôn nhá. Em này ạ, em bạn mẫu đang mặc 55. Em này tầm bao nhiêu kg nhỉ? Em này tầm 55 kg, đổi lại mặc vừa nhá. 40 đến 55 kg mặc vừa mã 29 nhỉ. 40 đến 55 kg mặc vừa mã 29 ạ. 29 nhá.
Chưa, đang bận nhở. Mã 29 nhá em trai. Mã 29 nhở. Chưa Hồng Nhung ơi, tôi chưa đếm đâu. Mã 29 nhá, 29 đây. Em này mã 29 nhở. 29 đấy ạ. Em đỏ này mã 29 nhá. Chị nào từ 45 đến 55 kg mà rất là xinh nhá. Mã 29 nhở. 29 ạ. 45 đến 55 kg mà rất là xinh nhá. Mã 29 nào, mọi người comment chia sẻ cho em đi ạ. Trời ơi, các bà chia sẻ cho em đi nào. Chia sẻ nhiệt tình lên giúp em nào. Mã 29 nhá. 29 có ai chốt không ạ? 29 này dáng vét rất là xinh. Mã 29 nhở. Mã 29 ạ. 29 này dáng vét rất là xinh nhá. Mã 29 nhở. Mã 29 ạ. Mọi người xem comment chia sẻ cho em đi nào, để em có lên mã nào. 29 này xinh chưa ạ? Mã 29 nhá, 29 nhá, em lên mẫu mới luôn nhá. 29, nhiều dạ quá rồi. Bà Hồng Nhung ơi, hình như là vừa ấy bạn ấy đếm bà được 9 cái rồi. Like dạ à, có phao không? Ờ, phao có vài em thôi bà. Phao còn vài em thôi. Em này dạ khuy sừng nhá, em này màu trắng ạ. Em này chị là 47-48 kg, đổ số mặc vừa mã 01. Hello chị Nhím Nguyễn. Tôi không chia sẻ được. Em này 47-48 kg, đổ số mắc vừa nhở. Em này Nhung vừa đọc mã bao nhiêu nhở? Chưa đọc mà. Em này mã 48 nhá. Em này mã 48 này. Em này mã 48 nhá. 48 rất là xinh ạ. 47-48 kg, đổ số mắc vừa nhá. Mã 48 nhá. Em này màu trắng nhá. Mã 48 đấy ạ. 47-48 kg, đổ số mắc vừa nhá. 48 rất là xinh. 48 màu trắng nhở. 48 xinh dã man luôn đấy ạ. Mã 48 nhá. 48 nhở. Không xem like. Thông Nguyễn ơi, thoát ra vào lại đi. 48 đây. 48 nhá. 48 ok Đam Vi nhá. Đam Vi bà vất luôn ở view chị. 48 ok Đam Vi nhá. 48 ok Đam Vi nhá. Mọi người chia sẻ giúp em đi nào. Room heo chậm chân 48 rồi ạ. Mọi người chia sẻ giúp em đi nào. Dạ rất là xinh nhá. Combo 3, 2 chiếc là 150k. 3 chiếc là 210k nhá. Em này ạ. Em này size M nhá. Em này size M mã 01. Em màu đỏ này dáng vest size M mã 01 nhá. Tầm 52 kg, đổ số mắc vừa đấy ạ. Mã 01 nhá. Mã 01 nhá. 01 đó chế nào, tầm 52 kg, đổ số mắc rất là xinh nhá. Mã 01 nhá. Phao hôm nay tôi có vài em thôi bà. Mã 01 nhá. 52 kg, đổ số mắc vừa, 01 rất là xinh. Mã 01 nhá. 01 đấy dáng vest rất là xinh đấy ạ. Mã 01 nhá. Cô cài qua cúc cho chị xem đấy. Mã 01 nhá. Mã 01 đấy ạ. Mọi người đang xem chấm cho em một chấm đi nào. Mã 01 nè. 01 này dáng vét nhá, tầm 52 kg, đổ số mắc vừa nhá. 01 rất là xinh. Mã 01 nhá. 01 đấy ạ. 01 ok bà Đan Vi nhá. Bà Đan Vi 01 nhá. Chị ơi, chiều em có hỏi cái áo phao ý. Thanh ơi, áo phao đấy. Áo phao đấy bạn ấy lấy rồi. Áo phao nhiều nhiều màu bạn ấy lấy mất rồi. Chất dạ gì? Dạ kia là dạ gì? Em sợ chị biết. Em ấy dạ ép nhá. Em này mặc free size này. Em này mặc free size mã 92 nhá. Cái đấy bạn ấy lấy luôn rồi bà. Em này mặc free size mã 92 nhá. Mã 92 đây ạ. 92 mặc free size nhá. Mã 92 đây. Thôi, nồng ấy xấu lắm. Em này mã 92 mặc free size nhá. Mã 92 đây ạ. 92 này mặc free size nhá. Chế nào à, với trong nhóm cơ. 92 này mặc free size nhá. Em quay đằng sau. Mã 92 nhá. Tìm được áo phao cho em chưa? Hoa Nguyễn ơi, tìm được rồi nhá. Hoa Nguyễn ơi, tớ vẫn thấy mà ở nó ở đây mà. Tại vì hôm qua lúc ấy là tớ với Phượng để nhiều đồ quá ấy. Thế là nó bị tụt ra khỏi cái túi ấy. Thế là không biết. 92 nhá, còn phao nào giống thế nữa không chị? Đứng sát đi chị. Đây Bùi Thảo My ơi, đây. Rất là đẹp luôn nhá. Mã 92 nhá, 92 ạ. 92 mà free size đấy ạ, 92 nhá. 92 Đan Vi. 92 Đan Vi nhá. Thảo My chậm chân rồi. 92 Đan Vi nhá. Thoa Nguyễn chậm chân rồi. Thoa Nguyễn chậm chân rồi nhá. Em này nào, mọi người chia sẻ giúp em đi ạ. Phao xanh kia. Em này sẽ phao xanh kia như thế nào? Phao xanh kia đợi em một tí nhá. Chị mặc được không? Chị Thanh Đoàn ơi, phao xanh ấy bà mặc được. Phao xanh hay phao lông vũ nhá. Em bán 180k nhá. Đợi một tí em sẽ mặc thử cho mọi người xem nhá. Đợi một tí em sẽ mặc thử em phao cho mọi người xem nhá. Em này size S nhá. Em này size S mã 01, dạ thì là 79k, combo 2 chiếc 150k, 3 chiếc là 210k. Em này size S nhá. Em này size S mã bao nhiêu? 22 đây. Free size đợi tớ một tí nhá. Em này size S mã 22 nhá. Em này size S đấy ạ, size S này mã 22 nhá. Ơ 22 có dây. 22 có đai. 22 có đai
22 nhá. 22 này sẽ ép nhá. 45 46 kg đổ xuống mặt vườn mã 22 nhá. Còn chân váy nữa này, hốt không? Mã 22 nhá, 22 nhá. 22 này size S siêu xinh luôn, 45 46 kg đổ xuống mặc vườn mã 22 nhá. Ui 22 này à. 22 này, các bà ơi 22 này xinh chưa? 22 size S nhá. 45 46 kg đổ xuống mặc vườn mã 22 nhá. 22 này đẹp lắm luôn, chế là tầm 40 đến 46 kg mặc rất là đẹp luôn, thắt đai và nhìn rất là đẹp luôn mã 22 nhá. 22 ok bà Phương Bùi nhá, Phương Bùi 22 nhá. Phương Bùi 22 đẹp lắm luôn đấy ạ. Phương Bùi 22 nhá. Đây em lên em phao xanh đi nhá. Đợi xíu em lên em phao xanh kia. Phao xanh này 180k mã 180 nhá. Chị nào tầm 55 kg đổ xuống mặc vừa nhá. Phao lông vũ ạ. 180k mã 180 nhá. Thang à Thoang Nguyễn Trợ Chân 22 rồi ạ. Em này 180k mã 180 nhá. Em này 180k mã 180 nè. Hello bà Diễm Hà. Em này đây. 180k mã 180 nhá, có mũ nhá, 55 kg đổ xuống mặc vừa đấy ạ. 180k mã 180 nhá, 180 của Danvi. Nhanh. Xinh dã man luôn, trời ơi không hốt hốt nhanh bà Danvi nhanh thế. Và Thanh Đoàn chậm chân rồi, em này dạ lông nhá. Em này dạ lông size M nhá, tầm 52 kg đổ xuống thắt lưng cho rồi nhá bà nhá. Phương Bùi cái đấy đi theo áo mà. Em này tầm 52 kg đổ xuống mặc vừa nhá. Thoang Nguyễn chậm chân rồi. 52 kg đổ xuống mặc vừa nhá. Mã 00 nhá. Chú mũ lên coi cởi ra mất rồi. Em này 52 kg đổ xuống mặc vừa nhá. Mã 00 nhá. Mã 00 dáng dài xinh chưa. Em này là dạ lông nhá. Em đứng gần này đi. Mặc cái phao đen. Phao đen đợi em một tí nhá. Đây đây dạ lông rất là xinh nhá. Chị bà chậm chân 180 rồi. Em này em vừa đọc mã bao nhiêu nhỉ? 52 kg đổ xuống mặc vừa mã 00 nhá. 00 đây ạ, 00 này nhìn dáng rất là chảnh luôn. 52 kg đổ xuống mặc vừa nhá, mã 00 đây. 79k mã 00 nhá. 52 kg đổ xuống mặc vừa đấy ạ, mã 00 nhá, 00 rất là xinh. Ui mã 00 mới xinh thế. 00, đây em lên nốt em phao cơ nhá. Phao kia cũng 180, phao đen kia cũng 180 ạ. Không, em phao đen đấy. Em này cũng là lông vũ nhá, em này không có mũ, em này size M thôi. Em này size M nhá, 50-52 kg đổ xuống mặc vừa nhá. Em này 180, mã 09 ạ. Em này 180k mã 09 nhá, em này rất là xinh. Cái màu là do ánh đèn nhà em nhá, chứ không phải là nó không đều màu đâu ạ. Cái này 180k mã 09 nhá, mã 09 đấy ạ. Lông vũ nhá. Xinh nhở. 180k nhở. Mã 09 ạ. Mã 09 180k nhá. Mã 09 nhá. Mã 09 đấy ạ. 09 nhá. 09 180k đấy ạ. 09 rất là xinh. Mã 09 nhá. Mã 09 đấy ạ. 09 nhá. 09. 09 đấy ạ. 09 180 rất là xinh nhá. Mã 09 mã 09 cũng 180k nhá. Em lên mẫu khác luôn nhá. Em lên dạ tiếp luôn nhá. Em lên một em lên dạ tiếp nhá. Dạ tiếp nè. Em này size M nhá. Dạ 79k nhá. Size M mã 02. Em này size M mã 02 nhá. Em này size M mã 02 nè. 02 đây. Phao xanh nhạt đầu. Nằm mặc thử xem. Hết rồi. Hết rồi. Phao xanh nhạt màu lỗ nào. Em cái này như chậm mạng. Chị ơi chiều em ba cái váy dạ nhé. Ok lắm Thanh nhá. Mai Hao ơi chậm chân rồi, kiếm dấu ở đây rồi. Em này size M nhá, em này size M 79k mã 79 nhá. Em dạ này 79k mã 79 nè, size M nhá, 50-52 kg đổ xuống mặc vừa nhá. 79k mã 79, ngắn xinh ngân xinh thế. 79k mã 79 nhá. 02. Ô chết rồi. Cái này em đọc 02 à? Vâng. Ô bạn Ngân, cái này đọc 02 à? 02 ok làm Thanh nhá, Thanh 02 nhá. Thanh 02 nhỉ? Chị lỡ chị quên mất. Chị định cái 79. Thanh 02 nhỉ? Thanh ơi nàng có qua lấy không hay tớ ship Shopee cho? Áo này free size. Thoang Nguyễn chậm chân rồi, em áo này mặc free size nhá. Em này dáng vét rất là xinh. Áo này ok làm Thanh nhỉ? Áo này mặc free size nhỉ? Free size mã 99 ạ. 99 mặc free size nhá. 99 mặc free size nhỉ? Bạn mẫu xinh gái quá. 99 này mặc free size nhá. 99 này.
Ôi 99 này mặc free size dáng vét là rất là xinh. Mặc rất là lạ luôn nhá. 99 này mặc free size nhìn rất là lạ luôn. Mã 99 nhá, nhiều áo xinh lắm. Mã 99 nhá. 99 này mặc free size nhá. 99 này dáng vét tay như kiểu dáng vét kiểu cổ điển ấy. Bà nào mà ăn nặc lạ lạ một tí rất là xinh luôn. Xinh nhờ. Ok ok thằng Thanh nhá. Em này xinh lắm luôn. Em này các bà mặc xong mix đồ xong rồi đội một cái mũ lồi vào ấy, ui đẹp lắm. Đan Vi ơi, em này xinh vậy mà không chốt à? Em này đẹp lắm luôn. Em lên mẫu mới luôn nhá. Trời ơi, em mới đẹp vậy mà không bảo là chốt. Em thích em đây lắm. Giờ tại bụng to rồi có chuyển được đâu. Em này dạ bông màu xanh của ban nhá. Em này cũng mặc em này tầm 57 58 kg đổ xuống mặc vừa mã 19 ạ. 57 toàn bạn mà thôi. 57 58 kg đổ xuống mặc vừa mã 19 nhá. 19 đây. 19 nhỉ? Chia sẻ đi. Mọi người chia sẻ giúp em đi nào. Mã 19 nhá, 19 đấy ạ. 57 58 kg đổ xuống mặc rất là xinh, khoác free size rất là xinh đấy ạ. Mã 19 nhá. Mã 19 nhá, 79k thôi ạ. 79k thôi. Trời ơi, em này đẹp lắm. 79k thôi nè. Mã 19 nhá, mã 19 nhỉ. 79k thôi ạ. Combo 2 chiếc là 150k, 3 chiếc là 210k nhỉ. Em này mã 79 à? 19 hay 79 gì đó xinh lắm. Em quay đằng sau đi. Em này khoác xinh cực, dáng free size đấy ạ. Em này khoác xinh dã man luôn. Mã 79 nhá, 79 hay 19 gì đó. Bà nó chốt cái gì có số 9 này em chốt. Xinh không? Xinh dã man luôn. Không thì ghi xanh cô ba cũng được, em mới đẹp lắm luôn ấy. Em xanh này đẹp lắm luôn mà không bà nó chốt. Em qua mẫu nhá. Kiếm em. Em này mặc free size nhá. Em này dáng kiểu mặc Hồng Nhung ơi, đúng rồi, ghim nhầm hai chiếc tôi ghim nhầm thành ba. Em này mặc free size nhá, free size mã 00. Em này màu ghi mặc free size mã 00 nhá, mã 00 đây ạ. 00 này mặc free size nhá, 00 này xinh cực luôn, mũ đang lạc trôi đầu ấy. Em này có mũ nhá. 00 này mặc free size nhá, 00 đây. 00 này mặc free size rất là xinh, mã 00 nhá. Mã 00 nhá, 00 mặc free size đấy ạ. 00 rất là xinh, mã 00 nhá. 00 đây ạ, 00 này mặc free size nhá, mã 00 đây. Thôi, chắc là không cần đâu. 00 mặc free size có chế là chốt không ạ? 00 ok là Phương Bùi nhá, Phương Bùi ơi, 00 em ấy đẹp lắm. Phương Bùi ơi, 00 còn có mũ nhá, tí Nhung cho mũ vào trả nhá. Em này size S nè. Em này size S mã 16 nhá. 45kg đổ xuống mặc vừa mã 16 ạ. Mã 16 chế là 45kg đổ xuống mắc vừa nhá. Rất là xinh, mã 16 nhá. Mã 16 đấy ạ. Ôi bà ơi, cái đấy không lực được đâu. Túi không lực được đâu. Mã 16 nhá, 45kg đổ xuống mắc vừa mã 16 nhá. Mã 16 ạ. 16 đây, 16 này size S nhá. 45kg đổ xuống mắc vừa mã 16 rất là xinh. Mã 16 nhá. 16 có điểm nhấn rất là đẹp đấy ạ. Mã 16 nhá. 45kg đổ xuống mắc rất là xinh nhá. Mã 16 nhá. Mã 16 đấy ạ. 16 chế là 45kg đổ xuống mặc rất là xinh nhá, mã 16 nhá. Mã 16 size S đấy ạ, mã 16 nhá, 16 quay chốt không ạ? 16 rất là xinh, mã 16 nhá, mã 16. Em lên mẫu mới luôn nè, 16 size S xinh vậy mà không bà nào chốt. Mã 16 nhá, mã 16 ạ. Em này len lông, à em này dạ lông nhá. Dạ lông S nhá. Em này size M. Em này chị là tầm 48kg đổ xuống mặc vừa mã 03 nhá. Mã 03 chế là tầm 48kg đổ xuống mặc rất là xinh, mã 03 đấy ạ. Mã 03 nhá, phao màu kem có mũ. Mã 16 80k à bạn. Mã 16 16. Chị ơi tất cả Tô Ly Đoàn ơi, dạ đều là 79k hết nhá. 79k, hai chiếc là 150k. Hai chiếc là 150k và ba chiếc là 210k nhá. Mua lẻ một chiếc thì là 79k nhá. Em này mã bao nhiêu chị quên mất rồi. Em này em chưa đọc mã thì là mã 00 nhá. Mã 00 nhá. 48. 48 50kg đổ xuống mắc vừa mã 00 nhá. Mã 00 đây ạ. 00 nhá. Mã 00 nhá. 00 rất là xinh. Mã 00 đây ạ. Mã 00 nhá. Mã 00 nhá. Em lên tiếp mà em dạ lông thôi nhá. Mã 00 đấy ạ, mã 00 nhá. Ôi em này xinh chưa? Em này à, em này mã 09 nhá. Em này tầm 5556 kg đổ xuống mắc vừa mã 09 nhá, 09 đấy ạ.
09 nhá, 09 này có mũ ạ. 5556 kg đổ xuống móc vừa mã 09 nhá. 09 này. 09 này rất là xinh luôn, mã 09 nhá. 09 lông này rất là xinh luôn, mã 09 nhá. 5556 kg đổ xuống móc vừa đấy ạ, mã 09 nhá. Mã 09 đấy ạ, 09 nhá. 09 này xinh đấy, 09 nhá. 5556 kg đổ xuống móc vừa đấy ạ, 09 này đẹp dã man luôn. Mã 09 nhá, 09 này quá xinh luôn ấy. Mã 09 nhá, mã 09. Thoa Nguyễn ấy không xem được like á. Em này mã 09 này, 09 này xinh dã man luôn này. Mã 09 nhá, mã 09 ạ. 09 này rõ là xinh, chị mặc em phao có mũ màu kem. Cái này không phải phao đâu, cái đấy là như là kaki ấy bà. Không không có to không chị, chết rồi không không. Không không ạ, không không này em màu trắng, không không nhá. Tony Đoàn ơi, chị bao nhiêu kg ạ? Không không là tầm 450, 48 50 kg đổ xuống mặc vừa nhá, mã không không ấy ạ. Không không ok Thoa Nguyễn nhá. Không không này. Không 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 này em màu trắng cơ mà. Không không đây. Không không chốt cho Thoa Nguyễn rồi nhá. Tony Đoàn chậm chân rồi ạ. Em lên mẫu mới luôn nhá, em kia là kaki, em mặc thử luôn đi. Em đấy là kaki nhá. Em này là kaki. Chứ không phải là dạ nhá. Em này mặc free size đấy ạ. Em này mặc free size nhá. Thoa Nguyễn ơi. Mai chốt lại sau nhá. Em này mặc free size nhá. Em này mặc free size có dây rút nhá. Em này mặc free size có dây rút này, em này mã 97 ạ. 97 này mặc free size có dây rút rất là xinh nhá, mã 97 nhá. Duyên ơi không đi ngủ đi. Mã 97 nhá, 97 đấy ạ. 97 nhá, 97 ạ. 97 mặc free size có dây rút đấy ạ, mã 97 nhá. Mã 97 đây, 97 rất là xinh nhá, mã 97 nhá. 97 ạ, 97 mặc free size đấy ạ. Mã 97 nhá, 97 ạ. 97 mặc free size có dây rút rất là xinh nhá, mã 97 nhá, mã 97 ạ. 97 nhá. 97 đấy ạ, 97 nhá, 97 mặc free size có dây rút rất là xinh nhá. Mã 97 nhá, mã 97 nhá. Em lên mẫu mới luôn ạ. Em này màu xanh than nhá, em này mặc free size nhá. Em này mặc free size mã 00. 00 này mặc free size nhá. Vào trong kia mà thử. 00 này mặc free size nhá. Em này mã 00 đây ạ, 00 này mặc free size nhá, 00 rất là xinh, mã 00 đây ạ. 00 nhá, 00 dạ xù nhá. 00 dạ xù mà free size nhá, mã 00. Tầm 60 62 kg đổ xuống mắc vừa đấy ạ, mã 00 nhá, 00 ạ. 00 mặc free size rất là xinh, mã 00 nhá. Mã 00 97. Ngân ơi em xinh quá. 97 ok là Yến Xôi nhá. Yến Xôi comment luôn cho em xin số điện thoại và địa chỉ ạ. Yến Xôi comment luôn cho em xin số điện thoại và địa chỉ nhá. Mã 00 ạ. 00 mà free size rất là xinh đấy ạ. Mã 00 nè. 00 mà free size xinh lắm luôn đấy ạ. Mã 00 nhá, mã 00 nhá. Em lên mẫu mới luôn nhá. Em lên một em phao này nhá. Em lên một em phao này, em phao này em để 89k thôi. Em này ạ. Em này bao nhiêu cân? Em này 55 kg đổ xuống mắc vừa nha, em này 89k mã 89. 55 kg đổ xuống mắc vừa mã 89, 89k mã 89 nhá. Em này là bông trần nhá. 89k mã 89 nhá. Em này 89k mã 89 ạ, 55 kg đổ xuống mắc vừa nhá, 89k mã 89 nhá. 89k mã 89 nhá. Yến Sơ có mượn lại luôn cho em xin số điện thoại và địa chỉ nhá. Em này 89k mã 89 này. 55 kg đổ xuống mắc vừa nhá, 89k mã 89 nhá. 89k mã 89 đấy ạ, 55 kg đổ xuống màu rất là xinh nhá, 89k mã 89 ạ. 89k mã 89 có ai chốt không ạ? Em lên mẫu mới luôn nhá. Em lên một em dạ ngắn nè. Em dạ ngắn này size M nhá, em thích dạ có mũ, chị tìm em một cái. Thanh ơi nhiều mà, đợi tí nhá. Em này size M, em này mã 00. Em này size M mã 00 nhá, ok ok. Ok 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 là Yến Xôi nhở. Em này size M mã 00 nhá, mã 00 đây ạ. 00 dạ này size M nhá, 00 rất là xinh ạ. Mã 00 nhá, 00 size M đấy ạ. Mã 00 nhá, 00 đây, 00 này size M nhở. Em dạ này mã 00 size M nhá, mọi người đang xem chia sẻ giúp em đi nào. Chia sẻ nhiệt tình lên giúp em đi ạ. Mã 00 nhá, 00 này size M nhở. Mã 00 đây ạ. Ui em
không ấy, size M xinh về mà không ai chốt là mã 00 nhá, 00 size M. 00 size M nhá, 00 nhá. Mã 00 đây ạ, 00 size M rất là xinh nhá, mã 00 nhá. Mã 00 em lên mẫu mới luôn nhá. Em giúp đỡ chị cái màu này ở trong cái đống của mình này thế. Đúng đúng lúc ở lúc mình này trong nhóm ấy. Mã 00 size M nhá, 00 size M nhá. Nhặt màu mè hoặc là xinh xinh lại lại. 00 size M nhá, Nhung ơi. Hello Hà Linh. Linh nghe tí nữa nhá. Bảo Lam gọi chị cái gì đấy, đang like làm sao nghe được. Mọi người đợi em một tí nhá, em vớt thêm một ít mới nữa ra đây nhá. Em vớt thêm một ít hàng mới nữa ra đây để like. 60kg à, hello bà Lâm Vi. Cái này free size. Em này mặc free size này 60kg nhiều lắm bà Lâm Vi ạ. Em này mặc free size nhá, bị mất cúc nhá. Mất cúc em để 70k nhá, về thay cho em bộ cúc nha. Em này mặc free size mã 70 nhá, 70k mã 70 nhá. 70k mã 70 mặc free size nhá, 60kg nhiều lắm bà Lâm Vi ạ. 70k mã 70 nhá. 70k mã 70 nhá, mất cúc mặc free size 70k mã 70 nhá. 70k mã 70 đấy ạ. Em này mất cúc mặc free size nhá, 70k mã 70. Em này xinh lắm. Trời ơi em này xinh lắm, 70k mã 70, ok Đan Vi nhá. Xinh vật vã luôn. Xinh dã man luôn ấy, xinh dã man con ngan luôn. Em này nhá, 60kg xuống một vừa. Em này cũng mặc free size nhá. Đúng rồi bà Đan Vi ơi. Em này cũng mặc free size mã 98 nhá, 98 đây. 98 này mặc free size nhá, mã 98 đây ạ. Tầm 60-62kg đổ xuống mặc vừa nhá, mã 98 nhá. 98 mặc free size rất là xinh đấy ạ, mã 98 nhá, 98 nhá. Tầm 60-62kg đổ xuống mặc vừa nhá, mã 98 nhá. 98 đấy ạ. 98 nhá, 60-62kg đổ xuống mặc vừa nhá, 98 rất là xinh. Mã 98 đấy ạ. Em này mã 98 nhá. 60-62kg đổ xuống mặc rất là xinh đấy ạ, mã 98 nhá, mã 98 nhá. 98 đấy ạ. 98 em này xinh lắm này ạ. Mã 98 nhá, thôi thấy cái tay lên nói vậy. Mã 98 nhá, 98 ạ. Em lên mẫu mới luôn nhá. Cho tôi cái áo trên. Cho coi. Hỏi chị gái mình nhận được hàng rồi đấy. Hỏi cho chị gái. Ok ok thằng Lâm Vi nhá. Em lên mẫu mới luôn nhá, bà cứ từ từ thôi. Tại vì tôi cũng phải lên từ từ mà. Em này nhá, em này ạ. Cái số của bộ. Từ từ thôi, từ từ rồi sẽ có số. Em này size M nhá. Em này size M mã 07 ạ. Em này size M mã 07 nhá. 50-52kg đổ xuống mặc vừa mã 07 nhá. 07 size M rất là xinh, mã 07 nhá. À, bà Lâm Vi ơi, kể hôm qua bà lấy cái lông lúc mà bà bỏ lại á, cái đấy rất là xinh luôn. Em này size M mã 07 nhá. Mã 07 ạ, 07 size M nhá, 07 đấy ạ. 07 size M rất là xinh nhá, mã 07 ạ. 07 nhá, 07 size M đấy ạ. Em lên mẫu mới luôn nhá. 07 size M đấy ạ. Mã 07 size M nhá, 07 size M nhá. Em này ạ. 60kg đổ xuống mặc vừa, em này mã 98. 60kg đổ xuống mặc vừa mã 98 nhá, 98 đấy ạ. 98 này 60kg đổ xuống mặc rất là xinh nhá, mã 98 đây. 98 nhá. 98 nó chế là 60kg đổ xuống mặc rất là xinh đấy ạ, mã 98 nhá. Lông rất là mịn luôn. Lông em đấy rất là mịn luôn đấy ạ. Mã 98 nhá, 98 ạ. 98 nhá, 98 rất là xinh đấy ạ, mã 98 nhá. Sở lông rất là sướng luôn, mã 98 nhá, 98 ạ. Em lên mẫu mới luôn nhá. Ui 98 ấy xinh lắm. 98 ấy sờ rất là sướng luôn, mã 98 nhá, 98. Em này nào. Em này 62kg đổ xuống mặc vừa nhá. Em này mặc dáng vintage nhá. 62kg đổ xuống mặc vừa mã 00 nhá. Mã 00 đây ạ, 00 này 62kg đổ xuống mặc rất là xinh nhá, mã 00 nhá, 00 này dáng vintage đây ạ. Mã 00 nhá. 62kg đổ xuống mặc vừa mã 00 nhá. 00 này mặc dáng vintage rất là xinh, mã 00 nhá. 00 đây ạ, 00 đỏ đô nhá. 62kg đổ xuống mặc vừa nhá. 00 rất là xinh đây ạ. 00 nhá, 00 dáng vintage rất là xinh luôn ạ. Mã 00 nhá, 00. Trời ơi 00 xinh. Vê cờ cờ luôn. Mã 00 nhá, thật sự là 00 rất là đẹp luôn đấy ạ. Mã 00 nhá, mã 00. 00 xinh vậy mà không bà nào chốt. Tiếp nào, tiếp một em trắng nhá, trắng sữa này đẹp cực luôn. Em lên một em trắng sữa này rõ là xinh luôn nè. Em này nhá, em này nào. Em trắng sữa này tầm, ô kìa đổ kìa.
Để hết xong mé bên này này nè, hết xong mé bên này nó không bị đổ. Đây đây đây. Em này 60 kg đổ xuống mắc vừa nhá. 58 60 kg đổ xuống mắc vừa mã 07 ạ. 58 60 kg đổ xuống mắc vừa mã 07 nhá, mã 07 ạ. 07 ở chế là 58 60 kg đổ xuống màu rất là xinh, mã 07 nhá. Mã 07 đấy ạ. 58 60 kg đổ xuống màu rất là xinh nhá, mã 07 nhá. Mã 07 đấy ạ. 07 nhá, 07. 58 60 kg đổ xuống mắc vừa đấy ạ, 07 là xinh dã man luôn. Mã 07 nhá, mã 07 đấy ạ. Mã 07 nhá, 58 60 kg đổ xuống màu rất là xinh đấy ạ. 07 nhá, 07 màu trắng sữa đẹp dã man luôn đấy ạ. Mã 07 nè. Mã 07 nhá, 07 đấy ạ. 07 nhá, 07. Ôi 07 này em rất là thích luôn. 07 nhá, em lên mẫu mới luôn nha. Đang ngóng dạ con mũ chị. Lúc ấy mình lòng này thì vẫn là đúng á. Hello Hà Ngọc Hà nhá. Mọi người đang xem chia sẻ giúp em đi nào. Trời ơi rất là nhiều em xinh luôn nhá. Rất là nhiều em xinh luôn nhá. Em có một em phao em bé size bao nhiêu đây? Em có một phao em bé nhá. Em này à, em này cho em bé tầm 35 cân đổ lại nhá. 35 cân đổ lại mã 20 nhá. Cũng em cũng bán 79k luôn đấy ạ. 79k mã 20 nhá, phao cho em bé nhá. Em này em cũng cho 79k luôn, 79k mã 20 nhá. Em này em vừa xả của ai á. 79k mã 20 luôn nhá. Em này 79k mã 20 luôn nhá. 79k mã 20 luôn nhá, phao cho em bé nhá. Em này phao cho em bé đấy ạ. 30 35 kg đổ xuống móc vừa nhá, 79k nhá. Mã 30 sao ấy? Mã 30 nhá, mã 30 nhá. Mã 30. Hay xem đúng này xem là có cái nào xin. Lấy cả màu đen nữa. Để em một tí em lấy thêm hàng nhá. Đợi em một tí em lấy thêm nhá. Mọi người từ từ thôi. Nào, bà đang xem chấm cho một chấm đi ạ. Thế thôi. Chiều đang xem cho em một chấm đi nào. Em lên một em dạ có mũ nhá. Em ấy không ai chốt ạ. Em lên một em dạ có mũ nhá. Dạ dáng dài có mũ nè. Sẽ. Em này sẽ S. Em này siêu đẹp luôn. Em này sẽ S nhá. 46 47 kg đổ xuống mặc vừa mã 11. Đội nhân. Đội nhân không mặc vừa em này. 46 47 kg đổ xuống mặc vừa mã 11 nhá. Mã 11 đây. Mã 11 nhá. Con chưa ngủ, chả xem được gì. Mã 11 nhá, 46 47 kg đổ xuống màu rất là xinh. Mã 11 nhá. Mã 11 có tay phối len nhá, mã 11 đấy ạ. 46 47 kg đổ xuống mắc vừa mã 11 nhá, 11 đây. Em đứng dậy gần cho mọi người xem ấy. Mã 11 nhá, 11 này xinh kinh điển luôn, mã 11 nhá. Mã 11 này, 46 47 kg đổ xuống mắc vừa nhá, 11 có mũ nhá. Mã 11 đấy ạ, đúng rồi, 11 độ nhân nhỏ không mặc vừa mà. 11 nhá, 11 ạ. Mã 11 nhá, mã 11 ạ. Mã 11 nhá, 11 đấy ạ. Ai chốt mã 11 không? 11 này tầm 46 47 kg đổ xuống mà rất là xinh. Mã 11 nhá, mã 11 ạ. 11 ok là Phương Bùi nhá, Phương Bùi 11 nhá. Rõ là xinh luôn á. Em này nhá, em này size S tiếp nè. Em này chị là cũng tầm 44 45 kg đổ xuống mặc vừa mã 99 nhá. Mã 99 nè ạ. 44 45 kg đổ xuống mắc vừa mã 99 nhá. 99 đây. 99 này dạng lông ép nhá, mã 99 này ạ. Dáng vét nhá, 44 45 kg đổ xuống mắc vừa mã 99 nhá. 99 này ạ. Mã 99 nhá, 99 này size ép dáng vét nhá. Mã 99 ạ. 44 45 kg đổ xuống mắc vừa nhá. 99 rất là xinh ạ. Mã 99 nhá, 99 nhá. 44 45 kg đổ xuống mắc vừa đấy ạ. Mã 99 nhá. Bà nào mặc size S em này siêu đẹp luôn nè. Mã 99 nhá, 99 nhá. Ôi 99 này xinh nhở. 99 này xinh lắm ấy. Mã 99 nhá. 99 nhá. 99 dáng vét đấy ạ. Mã 99 nhá. 99 nhá. 99 ạ. 99 rõ là xinh luôn. Mã 99 nhá. Mã 99 ạ. Em lên mẫu mới luôn nhá. Ôi em 99 này xinh lắm. Đợi em một tí em cởi cúc em này đã. 99 nhá. 99 nhá. Em này size M à? Em này size M mã 01 nhá, 01 đấy size M. Bật điện lên ạ.
điện ở sau máy giặt ạ. 01 đấy size M nhá. Em này cũng dáng vét nè. Tầm 48, tầm 48 kg đổ xuống móc vừa nhá. Em này mã bao nhiêu vậy? Em này mã 03 nhá, 03 đây ạ. Chế là tầm 48 kg đổ xuống móc vừa, mã 03 nhá, mã 03 đây ạ. 03 chị là tầm 48 kg đổ xuống móc rất là xinh nhá, mã 03. 03 nhá, mã 03. Nhìn gần 99 với. Làn mộc nhìn gần 99. 99 đây em. 99 đây. Rất là đẹp luôn. Mã 99 đây. Mã 99 đây nhá, 99 nhá. 99 rất là đẹp luôn đấy ạ. Mã 99 nhá. Em lên mẫu mới luôn nhá. 03 có bảo là chốt đâu ạ. 03 chế là tầm 48 kg đổ xuống móc vừa nhá. Mã 03 đấy ạ. Mã 03 nhá, mã 03. Em này cũng là dạ ép này ạ. 03 nhá, em lên mẫu mới luôn ạ. Em tiếp theo là mặc free size. Em này mặc free size nhá. Em này mặc free size này. Tầm 60 kg đổ xuống mặc vừa. Em này mã 14 nhá, 14 đây. 14 này mặc free size nhá. Tầm 60 kg đổ xuống mặc vừa nhá. Mã 14 đấy ạ. 14 này nhìn khoác rất là chảnh luôn. Mã 14 nhá. 60 kg đổ xuống mặc vừa, mã 14 nhá. 14 siêu chảnh luôn đấy ạ. Mã 14 nhá, 14 ạ. 60 kg đổ xuống mắc vừa, mã 14 nhá. 14 nhìn chảnh dã man luôn. Mã 14 nhá. 14 đấy ạ, 14 nhá. 60 kg đổ xuống mắc vừa, mã 14 nhá. Em quay đằng sau đi. Mã 14 này xinh lắm này à. Mã 14 này rất là xinh luôn. Mã 14 nhá. Mã 14 đấy ạ, 14 có bà nào chốt không? 14 nhá. 14 này mặc free size đấy ạ. Mã 14 nhá. Ôi 14 này xinh lắm. Mã 14 nhá, 14 màu đen nhá. Mã 14 ạ. Em lên mẫu mới luôn nhá. Trời ơi 14 này rõ là xinh. Em này có mũ nhá. Em này có mũ nè. Em này chị nào tầm 52. 52 53 kg đổ xuống mặc vừa, mã 07 nhá. Mã 07 đi ạ. 07 ơi chị nào tầm 52 53 kg đổ xuống mặc rất là xinh nhá, mã 07 ạ. 07 nhá. 52 53 kg đổ xuống mặc rất là xinh đi ạ, mã 07 nhá. 07 đây. 07 ở chế là 52 53 kg đổ xuống mặc rất là xinh nhá, mã 07 nhá. Mã 07 lại có mũ nhá. 07 lại có mũ đấy ạ, 52 53 kg đổ xuống mặc rất là xinh nhá. Mã 07 ạ. Em này mã 07 này. 07 ở chế là 52 53 kg đổ xuống mặc rất là xinh nhá, mã 07 đây. Em quay đằng sau giúp chị với. 07 lại xinh lắm luôn ấy. Ui 07 lại đẹp dã man luôn, mã 07 nhá. 52 53 kg đổ xuống mặc vừa đấy ạ, 07 rất là xinh, mã 07 nhá. Mã 07 ạ. Mã 07 nhá, mã 07 nhá, em lên mẫu mới luôn nhá. 07 ấy đẹp lắm ấy. 52 53 kg đổ xuống mặc vừa nhá. 07 xinh lắm luôn. Em lên tiếp một em dạ lông nhá. Dạ lông ép nhá. Sò rất là sướng luôn ạ. Em này nhá, em này đây. Em này nhá, em này chị nào 50 kg đổ xuống mặc vừa này, em này mã 98. 98 này dáng dài nhá, 50 kg đổ xuống mặc vừa, mã 98 nhá. Mã 98 đây. 98 này 50 kg đổ xuống mặc vừa nhá, 98 xinh chưa. Mã 98 nhá. 98 đây ạ. 98 nhá, 98 đây, 50-52 kg đổ xuống mặc vừa đấy ạ. Mã 98 nhá. 98 này xinh chưa. Mã 98 nhá, 98 ạ. 98 đây, mã 98 nhá. Chị tươi lên nhìn buồn thế. Ái Linh 98 nhá, mã 98 ạ. 50-52 kg đổ xuống mắc vừa đấy ạ. Mã 98 nhá, mã 98 ạ. Ái Linh à, 98 nhá, 98 ạ. 50-52 kg đổ xuống mắc vừa, mã 98 này, 98 này siêu luột luôn. Mã 98 này rõ là xinh luôn đấy ạ. Mã 98 nhá, 98. Mặc nhìn rất là chảnh luôn đấy ạ. Mã 98 nhá, 98 ạ. Thoa Nguyễn ơi nhìn lại 98 đi. Vừa đây bà chốt em này này xong bà bảo là xem lại đấy. Nó là mã 00 của lúc đấy đó. Mã 98 nhá, 98 ạ. Em lên mẫu mới luôn nhá. Trời ơi toàn em xinh vậy mà mọi người không chốt à. Xinh dã man luôn. Hôm nay chị nhìn đi các cô ấy thử một em dạ ngắn rõ là xinh luôn đấy. Em này nhá, em này mặc free size nhá. Em đọc mã cho chị em đấy nhá. Em này free size này kiểu dưới xuề xuề trên đỉnh như mã 00 ạ. Mã 00 mặc free size nhá, mã 00 đấy ạ.
freestyle nhá. Mã 00 nhá, 00 mặc freestyle đấy ạ. 00 rất là xinh, mã 00 nhá. 00 em mặc freestyle đấy ạ. Mã 00 trên cũng cũng lơ luôn, lơ luôn. Mã 00 freestyle ạ. 00 này mặc freestyle nhá. Các bạn đang xem cho em một chấm đi nào. 00 mặc freestyle nhá. Mã 00 nhá. Mã 00 em lên mẫu mới luôn nhá. Mẫu này siêu đẹp nhưng mà siêu bé. Em tiếp theo siêu đẹp nhưng mà siêu bé. Em này chị là tầm 38 38 đến 42 kg mặc vừa nhá. 38 đến 42 kg mặc vừa mã 99 ạ. 38 đến 42 kg mặc vừa mã 99 nhá. 99 đấy ạ. 99 này 38 đến 42 kg mặc vừa nhá. Mã 99 này. Mã 99 nhá. 38 đến 42 kg mặc vừa mã 99 nhá. 99 này siêu đẹp, mẫu tội bé rồi. Mã 99 đấy ạ. 38 đến 42 kg mặc vừa nhá. Mã 99 này xinh chưa? Mã 99 nhá. 99 ạ. 38 đến 42 kg mặc vừa đấy ạ. Mã 99 nhá. 99 ạ. 99 nó chính là 38 đến 42 kg mặc vừa đấy ạ. Mã 99 nhá. 99 đẹp nhưng mà nhỏ. Mã 99 nhá, mã 99 ạ. 99 nhá, 99 nhá. Em lên mẫu mới luôn nhá. Trời ơi, 99 này xinh lắm ấy. Em này dáng ngắn nè. 14 lông vi. Lông vi ơi, 14 là em nào ấy nhỉ? 998, 99 à. Lâm Vi ơi có thấy. Nhưng mà 98 này em nào, em này là 99 à. Tìm cái dài qua mông cho bà chị tối màu cho mình với. Lâm Vi ơi nhiều lắm. Em lên mẫu mới luôn nhá. Tối màu qua mông nhiều mà. Em này nhá, em này đây ạ. Em này size M. Em này tầm 52 kg đổ xuống mặc vừa, em này mã 01. 52 kg đổ xuống mặc vừa mã 01 nhá, 01 đây. 01 đó chế là 52 kg đổ xuống mà rất là xinh nhá. Mã 01 đây ạ. 01 nhá, 01 đây. Chèo 52 kg đổ xuống mà rất là xinh nhá. Mã 01 nhá. Mã 01 đây ạ. 52 kg đổ xuống mà rất là xinh nhá. Mã 01 nhá. Mã 01 nhá. Bảo đang xem cho em một chấm đi ạ. Mã 01 nhá. 01 đây ạ. 52 kg đổ xuống mà 01 rất là xinh. Mã 01 nhá. 01 đây ạ. Uầy, 01 đó chế là tầm từ 42 đến 52 mà rất là xinh. Mã 01 nhá. Mã 01 đấy ạ, sở chất rất là sướng luôn nhá. Mã 01, 42-52kg mà rất là xinh nhá. Mã 01 nhá. Mã 01 đấy ạ. Trời ơi, 01 này xinh thế. 01 xinh vậy mà áo đen rộng chả nghĩ. À, áo đen rộng mà mặc chả nghĩ. Không không, áo đen cơ, màu đen cơ. Đây. Không phải. Rộng. Đúng không ạ? Không có mũ. Không có mũ. Bà Lâm Vi ơi, bà nhìn lại ở tôi xem phải em này không nhá. Em này 14 đúng không? Đây 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 đúng không? Đây 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 đây, em này thì phải 01 ok bà Lâm Vi nhá. Lâm Vi 01 nhá. Là cái vừa cởi ra. Lâm Vi 01 nhá. Không phải cái này em ạ. Đây đúng không? Cái này đúng không bà Lâm Vi? Cái này rõ ràng không? Em lên mẫu mới luôn nhá. Ông Lâm Vi ơi, lấy mà cái này thì bà ok cái này cho tôi nhá. Đây đây, 14 này em này đúng không? 14 này em này thì bà ok giúp tôi nhá. Em lên tiếp một em này nữa nè. Em này size S nhá. Size S đúng không? Em này size S mã 11 nhá. Mã 11 size S nhá. 45-46kg đổ xuống mắc vừa. Mã 11 đây ạ. Mã 11 nó chế đầu tầm 45-46kg đổ xuống mà rất là xinh nhá. Mã 11 đây. Mã 11 nhá. 45-46kg đổ xuống mắc vừa đây ạ. Mã 11 nhá. Mã 11 ạ. 11 đó chế là 45-46kg đổ xuống mà rất là xinh nhá. Mã 11 đây. Em này mã 11 nhá. 11 này size S đấy ạ. 45-46kg đổ xuống. Ok ok bà Lâm Vi nhá. 45-46kg đổ xuống mặc vừa mã 11 nhá. 11 này size S rất là xinh. Mã 11 đấy ạ.
11 lấy xe S xinh dã man luôn. Em cài qua chị một cái cúc lên với. Má 11 nhá, cúc này rất là đẹp luôn. 11 lấy xe S nhá. 45-46kg đổ xuống mà rất là xinh đấy ạ. Mã 11 nhá. Mã 11, ok ok bà Hạ, à, ok bà Lâm Vi nhá. Mã 11 đây. Mã 11 này 45-46kg đổ xuống mà rất là xinh nhá. Mã 11 nhá. Mã 11 ạ. Mã 11 nhá, 11 nhá. Em lên mẫu mới luôn nhá. Trời ơi, 11 này xinh lắm. Bà là người nhỏ nhỏ mặc rất là đẹp luôn nè. Mã 11, ok, mãi không thấy nàng à. Không, thực ra nó cứ ngay đấy, không biết cái nào tại hình như. Em này nhá. Em này 55. 11 ok chị Trần Huyền nhá. 11 chị Trần Huyền. Em này chị nào 55. 52 53. 52 53 kg đổ xuống mặc vừa mã 98 nhá. 98 này kiểu như kiểu là len len. Nó phải là len không? Đây này 98 dạ. Chất đây này, chất dạ kiểu này nè. Mã 98 nhá, em không biết hình dung thế nào cả. Không biết diễn tả thế nào. Mã 98 nhá. Tầm 52-53kg nổ xuống mắc vừa đấy ạ. Mã 98 nhá, 98 ạ. 98 này mặc siêu ấm luôn. Mã 98 nhá, mã 98 nhá. Mã 98 này siêu ấm luôn đấy ạ. Mã 98 đây. 98 này mặc siêu ấm luôn, rất là đẹp luôn. Tầm 52kg nổ xuống mắc vừa nhá. Mã 98 đấy ạ. 98 nhá, 98 ạ. 98 nhá, 98 đây. 98 này mặc rất là ấm luôn đấy ạ. Mã 98 nhá, 98 nhá. Em lên mẫu mới luôn nhá, 98 này đẹp lắm ấy. Mã 98 nhá, mã 98 nhá. Em này Zalo đúng không? Vâng. Em lên một em Zalo nhá, Zalo này size S. SM. Em này size S, 98 ok bà Lâm Vi nhá, bà Lâm Vi 98. Em này size S nhá, em này size S. Em này size S với size M nhỏ nhá. Tầm 47-48kg đổ xuống mắc vừa mã 02. 47-48kg đổ xuống mắc vừa mã 02 nhá. 02 này ra lộn nhá. Mã 02 đấy ạ. 47-48kg đổ xuống mắc vừa mã 02 nhá. 02 rất là xinh. Mã 02 nhá. 02 đấy ạ. Không chọn được thêm được cái gì ạ? Thôi ra đây tôi tính rồi mà đi về không lại muộn. Mã 02 nhá. 47 ngồi ghế, không kéo ghế ra mà ngồi. 47-48kg đổ xuống mắc vừa mã 02 nhá. 02 đấy ạ. Mã 02 nhá, mã 02 nhá. Mã 02. Em này mã 02 đấy ạ. Em lên mẫu mới luôn nhá. 02 này xinh đấy. 02 nhá, mã 02. Mã 02 nhá, mã 02 nhá. Ui em này xinh nè. Em này xinh. Em này dáng ngắn nhá. Em này 48 kg đổ xuống mặc vừa mã 22 nhá, 22 nhá. Nhanh được không gái ơi? Đan vi ơi, từ từ thôi. Mã 02 nhá. 48kg đổ xuống mặc vừa mã 02. Em cài qua cúc của chị. Mã 02 nhá, 48kg đổ xuống mặc rất là xinh. Mã 02 nhá, 02 đây. 02 này dáng ngắn nhá. 48kg đổ xuống mặc vừa đấy ạ. Mã 02 nhá, mã 02. 02 này, 02 chị Trần Huyền ơi. 02 này xinh. Mã 02 đây ạ. 48kg đổ xuống mặc vừa mã 02 nhá. Em quay đằng sau nữa. Mã 02 nhá, 02 này xinh chưa. Mã 02 nhá, 48kg đổ xuống mặc vừa đấy ạ. Mã 02 nhá. Mã 02 ạ. 02 em lên mẫu mới luôn nhá. Trời ơi 02 đấy đẹp kinh điển luôn. Mã 02 nhá, mã 02 nhá. Mã 02. Em lên một em màu ghi có đai nhá. Ui 02 đấy xinh vậy mà không bảo nó chốt. Em này nhá, em này ạ. Em này tay lỡ nhá, em này dáng váy tay lỡ nhá. Em này 52kg đổ xuống mắc vừa mã 19. 52kg đổ xuống mắc vừa mã 19 nhá. 19 này dáng váy tay lỡ nhá. 52kg đổ xuống mắc vừa đấy ạ. Mã 19 nhá. Tay lỡ nhá, tay lỡ nhá. Mã 19 đây. Mã 19 nhá, 19 nhá. 19 đây ạ. 52kg đổ xuống mắc vừa mã 19 nhá. Phương Bùi ơi còn đây không? 19 này đẹp nè. Mã 19 đây. Đây đây em đứng ở trước máy rồi chị với. Mã 19 đây ạ. Ui 19 này nhìn xinh chưa? Mã 19 nhá, 52-53kg đổ xuống mắc vừa đấy ạ. Mã 19 dáng váy rất là xinh nhá, mã 19 đấy ạ. Mã 19 nhá, 19 dáng váy xinh chưa ạ. 52-53kg đổ xuống mắc vừa nhá, mã 19 nhá. 19, trời ơi 19 này xinh lắm. Mã 19 nhá, mã 19 ạ. 19 nhá, em lên mẫu mới luôn nhá. 19 này đẹp dã man luôn. Mã 19 nhá, mã 19 ạ.
Em này màu nâu đất nhá. Ui 19 đẹp vậy mà không bảo nào chốt à. Em này màu nâu đất nhá. 60kg đổ xuống mắc vừa. Em này mã 20. 60kg đổ xuống mắc vừa mã 20 nhá. 20 đây, 20 này màu nâu đất nhá, màu rất là tôn da nhá. 60kg đổ xuống mắc vừa mã 20 nhá. Mã 20 đây ạ. 20 này 60kg đổ xuống mắc rất là xinh nhá, mã 20 nhá. Mã 20 đây ạ, 20 nhá. 20 60kg đổ xuống mắc rất là xinh nhá, mã 20 nhá. Mã 20 ạ, em lên mẫu mới luôn nhá, 20. Em này mặc free size nhá. Em này nam cũng mặc được nhá. Em này nam cũng mặc được nhá, mã 21 nhá. 21 này mặc free size, nam cũng mặc được nhá. Mã 21 đấy ạ. 21 này mặc free size nhá, nam cũng mặc được nhá, mã 21 đấy ạ. Mã 21 nhá, 21 mặc free size đấy ạ. Mã 21 nhá, 21 ạ. 21 nhá, 21 mặc free size đấy ạ. Mã 21 nhá, 21 đấy ạ. 21 nhá, 21, 21 mặc free size nhá, nam cũng mặc được ạ. Em lên mẫu mới luôn nhá. 21 mà không ai chốt rồi, 21 màu free size đấy ạ. Mã 21 rất là xinh, mã 21 nhá, 21 nhá. Em này màu đen này ạ. Em này có đai nhá. Em này size M. Em này size M có đai nhá, mã 98 ạ. 98 này size M có đai nhá, 98 rất là xinh, mã 98 đây. 98 đây nhá, 98 đây. 98 này size M nhá, mã 98 ạ. 98 này size M nhá. Mã 98 size M đây ạ, 98 size M nhá. Cái này 98 size M ạ. Ai lấy cái này cứ cho em mã 98. 98 size M nhá. Bảo lấy chốt mã 98 giúp em nhá. Bảo lấy chốt mã 98 giúp em nhá, 98 size M đấy ạ. Mã 98 nhá, 98 size M nhá. Mã 98 ạ. À. Em lên mẫu mới luôn nhá, 98 size M mà không bảo là chốt à. 98 rất là xinh luôn, 98 size M nhá. Em này nào. Em này màu hồng phấn nhá. 50 52kg đổ xuống mặc vừa mã 07 ạ. Mã 07 50 52kg đổ xuống mặc rất là xinh nhá, mã 07 đây. 07 màu hồng phấn nhá. 50 52kg đổ xuống mà rất là xinh đấy ạ. Mã 07 nhá. 07 màu hồng phấn đấy ạ. 50 52kg đổ xuống mà rất là xinh nhá. Mã 07 nhá. 07 này nhìn rất là đẹp luôn. Mã 07 nhá. 07 đấy ạ. 50 52kg đổ xuống mà rất là xinh nhá. Mã 07 nhá. Mã 07 em lên mẫu mới luôn nhá. Em lên mẫu mới luôn nhá. Em này nào. Em này 50 52kg đổ xuống mặc vừa. Em này mã 98. 98 ạ. 98 đây, 98 chị ạ, 50 52kg đổ xuống mà rất là xinh nhá. Em đứng lại gần cho mọi người xem chất dạ. Em này dạ đẹp cực. Mã 98 nhá, 98 ạ. Cổ tay cũng rất là yêu luôn nhá, mã 98 nhá. Mã 98 đấy ạ. 50 52kg đổ xuống mà rất là xinh nhá, mã 98 nhá. 98 đấy ạ. 98 xinh dã man luôn. 98 nhá, 98 đấy ạ. Ui 98 này kiểu này rõ là xinh luôn. 98 nhá. 50 52kg đổ xuống màu rất là xinh đấy ạ. Mã 98 nhá, 98 ạ. 98 nhá, 98. Em lên mẫu mới luôn nhá. Trời ơi. Các chị chấm cho em đi để em lên tương tác nào. Chả có tương tác gì cả. Mọi người chấm comment giúp em đi ạ. Chế nào đang xem chấm comment giúp em đi nào. Chả thấy có tương tác gì hết trơn á. Em này nhá, em này dáng suông đấy ạ. Em này tầm 60kg đổ xuống mặc vừa mã 00 nhá. Em này khoác free size nhá. 60kg đổ xuống mắc vừa mã 00. Chế đang xem chấm tương tác giúp em đi ạ. Mã 00 đây ạ. 00 này 60kg mặc rất là xinh nhá. Mã 00 đây. Mã 00 nhá, 00 đây ạ. 00 này 60kg đổ xuống mặc rất là xinh nhá. Mã 00 nhá. Mã 00 đây, dáng suông khoác rất là đẹp luôn nhá. Mã 00 nhá, nhìn rất là thích luôn đây ạ. Mã 00 nhá, mã 00 đây ạ. Mã 00 nhá. Bà Lâm Vy ơi, 00 này này, 00 này bà lấy cho chị bà này. 00 này đẹp lắm. Mã 00 nhá, mã 00 đây ạ. 00 này đẹp lắm luôn ấy. Mã 00 nhá, mã 00. Mã 00 nhá, 00 này đẹp lắm luôn ấy ạ. Mã 00 nhá. Mã 00. Em lên mẫu mới luôn nhá. Em lên một em dạ xù nhá. Trời ơi, 00 rõ là xinh luôn. Mã 00 xinh vậy mà không bà nào chốt. Em này nhá. Em này size M. Em này size M mã 17 ạ. Em này size M mã 17 nhá. Em này màu ghi nhá. Em này màu ghi size M mã 17 nhá.
Em này màu ghi ạ, size M mã 17 nhá, mã 17 đây. 17 lấy màu ghi size M nhá. Mã 17 đấy ạ, 17 nhá, 17 ạ. 17 lấy màu ghi size M nhá, mã 17 nhá. Mã 17 đấy ạ, 17 nhá. 17 màu ghi size M rất là xinh, mã 17 nhá, mã 17 ạ. Mã 17 đấy ạ, mã 17 nhá, 17 nhá. Em lên em mới tiếp luôn nhá. 17 có ai chốt không ạ? Em này dáng ngắn này ạ. Em này xinh chưa? Em này không, em này 55 nào. Em này 55 56 kg đổ xuống mặc vừa, em này mã 98. 40 đến 55 56 kg mặc vừa mã 98 nhá, 98 đấy ạ. Mã 98 không phải gu của bà ấy. Mã 98 nhá. Em này mã 98 đây. Ui nhìn em ấy xinh dã man luôn. Em này mã 98 nhá, 98 đấy ạ. 98 nhá. 98 này rõ là xinh luôn, mã 98 nhá, 98 ạ. 98 này xinh lắm ấy, mã 98 nhá. 98, chị nào tầm 40 đến 55 kg mặc rất là đẹp luôn, mã 98 nhá. 98. Trời ơi, 98 này đẹp thế. 98 ấy đẹp lắm ấy. Mã 98 nhá, 98 ạ. Ui, 98 này xinh vậy mà không bảo là hốt. Mã 98 nhá, 98 nhá. Em lên mẫu mới nè. Ui, 98 chị bị thích từ cái lúc cô ấy cầm ấy. Nhưng mà cô ấy vào thì cô ấy mặc không lên được. Em này mặc free size nhá. Em này mặc free size mã 07 ạ. 07 này mặc free size nhá, mã 07 đây. 07 kẻ nhá, kẻ này 07 đấy ạ. 07 này mặc free size nhá. Mã 07 đây. 07 lấy siêu yêu luôn, mã 07 nhá, 07 mặc free size đấy ạ. Mã 07 nhá. 07 đây, 07 này mặc free size nhá. 07 rõ là yêu luôn ạ, mã 07 nhá. 07 đấy ạ, 07 mặc free size nhá, mã 07 nhá. Mã 07 đấy ạ, 07 mặc free size nhá. 07 kẻ này rõ là xinh luôn, 07 nhá. 07 mặc free size xinh lắm luôn đấy ạ. Mã 07 nhá, mã 07 nhá. Trời ơi, chị like dạ. Mà không biết, bây giờ mới vào. Tiểu Anh đã nhận được hàng chưa? Mã 07 này mặc free size nhá. Chiều nay em like chân váy dạ rồi Tiểu Anh ạ. 07 mặc free size nhá, mã 07 đấy ạ. Mã 07 nhá, mã 07 nhá. Em lên mẫu tiếp nhá. Chiều nay tớ like chân váy dạ rồi. Em này nào? Em này bao nhiêu kg nhỉ? 48 cân. Em này 48 kg đổ xuống mặc vừa, em này mã 29. 48 kg đổ xuống mặc vừa mã 29 nhá, 29 đây. 29 nó chế là tầm 48 kg đổ xuống mặc rất là xinh, mã 29 nhá. 07 ok là Lâm Vi. Lâm Vi 07 nhá. Em này mã 29 nhỉ. Em này mã 29 nhá, 48 kg đổ xuống mặc vừa đấy ạ. Mã 29 nhỉ, 29 đây. Bà Huyền Trần ơi, 29 này đẹp này, chị Huyền Trần còn xem không? 29 này à? Chắc là mai rồi, chắc là mai mới giao rồi. Em này mã 29 nhá, 29 này đẹp lắm. Ui em đứng gần này cho mọi người xem chất 29 với 29 này đẹp dã man luôn. 29 nè. 29 này đẹp lắm luôn ấy, mã 29 nhá, 29 nhá. 29 nó chế là tầm 48 kg đổ xuống thôi ạ. 29 nhá, 29 ạ. Tầm 48 kg đổ lại mặc rất là xinh nhá. 29 ạ, 29 nhá, 29. Em lên mẫu mới luôn nhá. Trời ơi, 29 này đẹp lắm. Bà là mặc size M, mặc em này đẹp dã man luôn. Hai mươi chín đẹp kinh điển mà không bà nào chốt. Em này nhá, em này nào. Em này chị nào 50 kg đổ 29 ok bà Lâm Vi. Em này chị nào tầm 55 nhá. Em màu đen ạ. Em màu đen này tầm 55 kg. Chị Trần Huyền chậm chân rồi. Rồi gạ mãi không lấy. Bà Lâm Vi chốt trước rồi, em này đẹp lắm. Em này tầm 55 kg đổ xuống mặc vừa mã 60. Cái khóa bên kia ạ. 55 kg đổ xuống mặc vừa mã 60 nhá. Mã 60 đây. Mã 60 này 55 kg đổ xuống mặc rất là xinh nhá, mã 60 ạ. Mã 60 nhá, 60 đây. 55 kg đổ xuống mặc vừa mã 60 rất là xinh. 60 có cài một cúc ở bên cạnh khóa nữa nhá. Cài một hàng cúc bên cạnh khóa nữa đấy ạ. 55 kg đổ xuống mặc vừa mã 60 nhá. Mã 60 đấy ạ, 60 nhá. 60 55 kg đổ xuống mặc vừa đấy ạ. Mã 60 nhá, 60 đây. Mã 60 nhá, mã 60 đấy ạ. 60 em lên mẫu mới luôn nhá. 60 không bảo là chốt à? 60 đấy xinh thế. Mã 60 nhá, 60 50 đến 55 mặc rất là xinh, mã 60 nhá. Em này nào. Em này đây, em này mặc free size nhá.
Em này mặc free size mã 07 ạ. 07 này mặc free size nhá, 07 đây. 07 này mặc free size nhá, mã 07 ạ. 07 nhá, 07 mặc free size đấy ạ. Mã 07 nhá, 07 này khoác free size nhá. Mã 07 nhá, 07 ạ. 07 mặc free size đấy ạ, mã 07 nhá, mã 07 nhá. 07 nhá, 07 ok đan vị. Chị Nhung nai cái xanh dưới chân đi. Mai Hao ơi, xanh này đúng không? Ừ đúng rồi, đan vị đấy. Em xanh này đây đúng không? Em xanh cô ba này mặc free size nhá. Em xanh cô ba này mặc free size mã 60. Xanh cô ba này xinh cực. Em này mặc free size mã 60 nhá, mã 60 đây. Mã 60 này khoác free size nhá, mã 60 nhá. Mã 60 đây ạ, 60 này khoác free size nhá, mã 60 nhá. Mã 60 ạ. Mã 60 xanh coban khoác free size nhá, mã 60 nhá. Mã 60 đây ạ. 60 nhá, 60 đây ạ, xanh coban mặc free size nhá, mã 60 rất là xinh. À cái này là dạ xù nhá. Bên ngoài nó đẹp cực, nó không chói như kiểu trên này đâu. Mã 60 nhá, không cái xanh nhạt ở dưới chân ấy. Mã 60 nhá, mã 60 nhá. 60 mặc free size đây ạ. Mã 60 nhá, mã 60. Mã 60 ạ, mã 60 nhá. Em này đúng không? Em này 60kg đổ xuống mặc vừa, em này mã 89 nhá. Mã 89 đây ạ, 89 này 60kg đổ xuống mặc rất là xinh nhá. Mã 89 đây, 89 đây ạ, 89 nhá, 89 đây, 60kg đổ xuống mặc rất là xinh nhá. Mã 89 nhá, mã 89 đây ạ, 89 nhá, 60kg đổ xuống mặc rất là xinh nhá. Mã 89 nhá, mã 89 ạ, 89, 89 này 60kg đổ xuống mặc rất là xinh nhá. Mã 89 nhá, mã 89 ạ. Mã 89 nhá, em giờ chỉ cái phao này cho em bé với. Phao này cho em bé nhá. Phao này cho em bé em cũng để luôn giá như vậy luôn đấy ạ. Cái này là em xả có chế nào ấy. Em này cho chị nào tầm em bé tầm 35 30 đến 35 kg mặc vừa nhá. Em này mã 79k mã 79 luôn ạ. 79k mã 79 nhá, cho bé trai nhá. 79k mã 79 nhá. Em này 79k mã 79 nhá. Em này cho bé trai nhá. 79k mã 79 luôn ạ. 79k mã 79 luôn nhá. 79k mã 79 luôn nhá. Đợi một tí em lên em lấy mấy em dạ nữa là lai lốt cho nó hết. Con này cho em nào 35kg được mã 79. 79kg à, 79k mã 79 nhá. Chế ra đâu xem chấm cho em một chấm đi nào. Chị ở đang xem cho em một chấm đi ạ. Tầm 60 cân đổ lại mặc được ạ. À? Mã 00. 89k mã 00 nhờ. 89k mã 00 đấy ạ. Em ấy 89k mã 00 nhá. 89k mã 00 nhờ. 00 89k ạ. Mã 00 nhá. 00 89k đấy ạ. Không rất là xinh nhá, mã 00 nhá. 0089k đấy ạ. 0089k có bạn nó chốt không? Mã 00 kia. Mã 00 rồi 89k nhá, mã 00 đấy ạ. Mã 00 nhá, tầm 60kg đổ xuống mặc vừa nhá, mã 00 nhá. Mã 00 đấy ạ. 00 rồi 89k nhá, mã 00 nhá. Mã 00 nhẹ cực luôn ạ, hàng xẻng đấy ạ. Mã 00 nhá, mã 00 nhá, em lên mẫu mới luôn nhá. Em lên một vài em dạ nữa rồi em nghỉ like nhá. Chán rồi. Bà Ái Linh xem 00 ok bằng Lâm Vi nhá. Lâm Vi 00 nhá. Em dạ là size M. Em dạ là size M nhá. Giá hàng xẻng đấy ạ. Em dạ là size M nhá. Mã 98 ạ. Em dạ là size M đấy. Mã 01.
Mã 01 dạ size M nhá, mã 01 nhá. Mã 01 ạ. 01 dạ size M nhá, mã 01 đấy ạ. 50 kg đổ xuống mặc vừa mã 01 nhá. Mã 01 ạ, 01 50 kg đổ xuống mặc rất là xinh nhá, mã 01 đấy ạ. Mã 01 nhá, 01 nhá. 50 kg đổ xuống mặc vừa mã 01 rất là xinh. Phao gì đấy bà? Chấm. Phao phao này là phao phao bông trần thôi, bà về bà đi đập lại bông giúp tôi nhá. Về đi giặt, về bà đi giặt lại á, xong rồi đập bông cho nó đều bông ra ấy. 01 nhá, 01 áo dạ size M đấy ạ, mã 01 nhá. Mã 01 em lên em mới luôn nhá. Xem rồi cái áo phao có chữ gì bảo chị mới nhìn thấy xong rồi chị để đâu rồi. Em này nhá. Em này bao nhiêu? 55. Em này 55-56 kg đổ xuống mắc vừa, em này mã 03. 03 này 55-56 kg đổ xuống mắc vừa nhá, 03 đây ạ. Mã 03 nhá. 55-56 kg đổ xuống mắc vừa đấy ạ, 03 rất là xinh. Mã 03 nhá, 03 nhá. 03 chị ở 55-56 kg đổ xuống mắc rất là xinh đấy ạ. Mã 03 nhá, 03 đấy ạ. 03 nhá, 03. 03 55-56 kg đổ xuống mắc vừa nhá, 03 rất là xinh. Mã 03 không phải màu đen đâu, nó như kiểu màu lông chuột á. Màu chì, màu chì nhá. Lông chuột. Mã 03 nhá, mã 03, em lên mẫu mới luôn nè. Mã 03. Em dạ lông. Em này dạ lông nhá. Em này màu lâu tây nhá. Em này size M. Size M chuẩn không? Size M chuẩn. Em này size M, mã 98 ạ. Em này size M mã 98 nhá, em này màu màu lâu tây nhá, mã 98 đây. Ôi xinh cực. Mã 98 này size M nhá, mã 98 đây. 98 này size M siêu xinh luôn, mã 98 nhá. Cái này nó không bị giả quá đâu. Ôi cái này nhìn mặc đẹp thế, mã 98 nhá, 98 ạ. 98 màu rất là đẹp luôn, màu tây nhá. Mã 98 nhá, 98 ạ. Em này mã 98 nhá. 98 đấy ạ, 98 nhá, 98 tây tây rất là xinh luôn, mã 98 nhá. Mã 98 em lên mẫu mới luôn nhá. Uầy, mỏi lưng quá. Mã 98 không bà là chốt à? Trời ơi, bà là mặc size M 98 mới rõ là xinh luôn. Mặc nhìn rõ là yêu. Em này nhá. Em này 60 kg đổ xuống mặc vừa mã 66. 60 kg đổ xuống mặc vừa mã 66 nhá, 66 đây ạ. 66 này 60 kg đổ xuống mặc rất là xinh nhá, mã 66 đây. 50 đến 60 kg mặc rất là xinh nhá, mã 66 nhá. Mã 66 đây ạ, 50 đến 60 kg mặc rất là xinh nhá. Em dạ mã 66 nhá. 50 đến 60 kg mặc vừa mã 66 nhá, mã 66 nhá, 98 Lâm Vy. 98 của Lâm Vy nhá. Mã 66 có ai cho đâu ạ? Em này nhá, em này đây. Em này 50 52 kg đổ xuống mặc vừa này mã 91 nhá. 91 này 50 52 98 lâu tây. Ok ok được Lâm Vy. Em này mã 91 nhá, 91 đây ạ. 50-52 kg đổ xuống mắc vừa mã 91 nhá. 91 hơi hồng hồng nhá. Hồng hồng nhá. Mã 91 đây ạ. 50-52 kg đổ xuống mắc vừa mã 91 nhá. 91 đây ạ. 91 nhá. 91 đó chế là 50-52 kg đổ xuống mắc rất là xinh. Mã 91 nhá. 91 đây ạ. Mã 91 nhá. 50-52 kg đổ xuống mắc vừa đây ạ. 91 này xinh thế. Mã 91 nhá. 91 này xinh lắm đấy ạ. Tầm 52 kg đổ xuống mà rất là xinh. Mã 91 nhá, 91 nhá. Em lên mẫu mới luôn nè. Em dạ kẻ này, dày lắm. Em dạ kẻ này dày cực, ấm cực luôn. Em dạ kẻ này nhá, dạ kẻ này nó chế là tầm 50 kg đổ xuống mắc vừa mã 01 nhá, mã 01 đây. Ôi nhìn xinh thế, 01 đây. 01 này 50 kg đổ xuống mà rất là xinh nhá, mã 01 đây ạ. Mã 01 nhá, dạ kẻ này tầm 50 kg đổ xuống mà rất là xinh nhá, mã 01 đây ạ. Mã 01 nhá, mã 01. Áo này không ai lấy thì phí lắm ấy. Mã 01 nhá, mã 01 nhá. 01 đây ạ. Ái Linh ơi, áo này xinh này. Em này xinh dã man luôn, mã 01, 01 ok chị Nguyễn Sáng nhá. Xinh quá, chị Nguyễn Sáng ơi em cho của chị Bích Diệu chậm chân rồi. Chị Nguyễn Sáng ơi em cho luôn của chị và của chị Trần Huyền nhá. Bích Diệu chậm chân rồi ạ. À. Em cho luôn đơn của chị và đơn của chị Trần Huyền luôn nhá. Gộp luôn đơn của bà Trần Huyền luôn nhá. Em này 60 kg đổ xuống mắc vừa mã 66. Em này 60 kg đổ xuống mắc vừa mã 66 nhá. 66 đây.
Bích Dị ơi, chậm chân rồi, mã 60kg đổ xuống mắc vừa mã 66 nhá. Ok ok chị Nguyễn Sáng, 60kg đổ xuống mắc vừa mã 66 nhá. Mã 66, Thoa Nguyễn chậm chân rồi, Thoa Nguyễn gọi là mắc chậm luôn. Mã 66 nhá, chị phải đi tè đó. Mã 66 free size, trên 60 cân đổi lại mặc được ạ. Cái này màu... Mã 66 free size ạ. Cái này dạ dạ lông, mặc nhẹ ấm cực. Mã 66 ạ. Ai đấy em này chốt cho em mã 66 ạ. Quay lấy em combo. Em dạ mỏng này 55kg đổi lại mặc được. Áo đấy ai đấy à, ai đấy chó. Em này 55kg mặc được ạ. À? Mã 05 cho em. Em này 55kg đổ xuống mặc được mã 05 cho em. Ai lấy chút? Chị kịp cố xem còn em nào không? Điện chung không đi nào mà chung rồi. Em này 55kg đổ xuống mặc được ai lấy em này đi cho em mã 05 ạ. Mã 05 ạ. Bóc mỏng, không phải là dạ. Dạ, là dạ, dạ nhưng mà dạ mỏng. Đem em kẻ nữa đi nhỉ. Lại hết rồi em. Em đem với em dạ kẻ ạ. Cái này 6kg. Tí sai luôn đấy. Áo rộng lắm. À, cái áo này mặc chốt cho em mã 10 ạ. Dạ kẻ này, free size này. Mã 10 ạ, à cái áo này chốt cho em mã 10 ạ, free size. Kẻ trắng đen. À cái áo này chốt cho em mã 10 ạ. 10 này mặc free size nhá. Em 10 này mặc free size nhá, mã 10 nhá. Mã 10 ạ, à, 10 mặc free size nhá, 10 này xinh chưa? 10 này mặc free size nhá. Mã 10 đây ạ, à. Ui 10 này xinh thế. 10 này mặc free size nhá, mã 10. Bà Lâm Vy ơi, 10 này đẹp này à. Mã 10 nhá, mã 10 nhá, em lên mẫu mới luôn nhá. Trời ơi, 10 dã man luôn. Đẹp kinh điển. Mặc rõ là nổi luôn, em này nhá. Em này size M nhá, em này size M mã 11. Em này size M mã 11 nhá. Mã 11 đấy ạ, 11 size M nhá. 50kg đổ xuống mắc vừa, 50-52kg đổ xuống mắc vừa mã 11 nhá. Mã 11 đó chế là 50-52kg đổ xuống mắc vừa nhá, 11 rất là xinh. Mã 11 nhá, mã 11. Em lên tiếp của em dạ lông nhá, nè, xinh chưa? 11 không ai chốt ạ, em lên nhá. Em này nhá, em này ạ. À. Em này size S nhá. 8 cân đổ lại. 47kg đổ xuống mặc vừa mã 01 nhá, 01 đây. 01 nó chế là 47kg đổ xuống mặc rất là xinh nhá, mã 01 nhá. Mã 01 đây ạ, à. 01 này giá ngắn nhá. 47kg đổ xuống mặc vừa nhá, 01 này rất là xinh, mã 01 đây ạ. À. 01 nhá, 01 nó chế là 47kg đổ xuống mặc rất là xinh nhá. Mã 01 đây. 01 nhá. Em quay đằng sau đi, 01 này rất là xinh luôn. 47kg đổ xuống mắc vừa nhá, mã 01 nhá. Mã 01 đây ạ, 01 nhá. Mã 01 đó chế là 47kg đổ xuống mắc vừa nhá, mã 01 nhá, mã 01 ạ. Mã 01 nhá, em lên tiếp nhá. 01, 01 đấy xinh đấy mà không bảo nào chốt. Mã 01 nhá, mã 01 ạ. 01 rõ là à? Xinh luôn. Ờ, không ai chốt luôn, đẹp thế. Em cũng đang thắc mắc sao đẹp thế mà không ai chốt. Cái này sẽ ép
Em này CS nhá. Em này CS mã 02. Em này CS mã 02 nhá, 02 đấy ạ. 02 này CS nhá. Mã 02 đấy ạ. 02 này CS nhá, 02 ạ. 02 CS nhá. Mã 02 đấy ạ. 02 CS nhá, 02 CS nhá. Mã 02 ạ, 02 CS nhá. Em lên em mới luôn nhá. Em lên em mới luôn nhá, 02 CS đấy ạ. 02 CS nhá. Em này ạ, em này 50 đến 55 kg, mặc vừa mã 03. 50 đến 55 kg, mặc vừa mã 03 nhá, 03 đấy ạ. 03 nhá, 03 là size L ạ. 50 đến 55 kg, mặc vừa mã 03 nhá, 03 đấy ạ. 03 chế là 50 đến 55 kg mà rất là xinh, mã 03 nhá. Mã 03. Mã 03 nhá, 03 nhá. 03 đấy ạ, 03 size L nhá, 50 đến 55 kg mà rất là xinh, mã 03 nhá. Mã 03, em lên mẫu mới luôn nữa này. Hết rồi đấy, còn 4 hai em nữa thôi. Em này mặc free size nhá. Em này mặc free size mã 04 ạ. 04 này mặc free size nhá, mã 04 này. 04 này mặc free size nhá. Mã 04 đấy ạ, 04 này. Khoác này mã 04 mặc free size nhá, áo dạ này mã 04 mặc free size nhá. Mã 04 đấy ạ. 04 này mặc free size nhá, mã 04 ạ. Em này mã 04 mặc free size nhá, mã 04 nhá. Mã 04 ạ. 04 mặc free size đấy ạ, mã 04 nhá, mã 04 nhá. Em lên mẫu mới luôn nè. Không bốn mà free size nha, mã 04. 33 nhé, 1/62. 32. Tìm ngách trước. Đi sâu vào trong. Tìm ngách trước xong tìm cái nhà sau. 1/64. 62 à? 64 à, 662. 62 nè. Em này nào, em tiếp theo mà free size nhá. Em tiếp theo mà free size mã 99 nè. 99 này mặc free size nhá, 99 đây. 99 này mặc free size nhá, mã 99 nè. 99 rất là xinh, mã 99 nhá, 99 mặc free size đấy ạ. Mã 99 nhá, 99 nhỉ. 99, em lên một em đen dài thôi nhá. 99 mặc free size qua chốt đúng không ạ? Em lên một em đen dài nhá. Em này nè. Ui. Em này xinh chưa? Em này nhá, em này ạ. Em này bao nhiêu kg? Em này 60 kg, đổ xuống mặc vừa mã 81 nhá. Ui em cài cúc rồi, em này xinh đấy. Em này mã 81 nhá, đội nhân đây, em này đẹp lắm này. Em này mã 81 nhá, 81 đây. Em này mã 81 nhá. Em này mã 81 đấy ạ, 81 đây, 60 kg, đổ xuống mặc vừa mã 81 nhá. Ui 81 này xinh chưa? Mã 81 nhá. Mã 81 đấy ạ, 60 kg, đổ xuống mặc vừa mã 81 nhá. 81 ok, đan vi nhá. Đan vi 81, đội nhân chậm chân rồi. Đây. Em này nhá, em này size M. Chuẩn size M. Chị nhìn đại thôi, chị không. Em này size M nhá. Em này size M mã 16 ạ. Chị Huyền ơi, em này đẹp nè. Em này size M mã 16 nhá, mã 16 đây. 16 này size M nhá. Mã 16 này size M nhá, mã 16 đây ạ. 16 này size M nhá. 16 này rõ là xinh, mã 16 size M, mạng chậm mà. Em mới đẹp dã man, mã 16 này size M nhá. Mã 16 đấy ạ. 16 này size M nhá. Đây đây, ui xinh đấy. 16 này size M nhá. 16 size M đấy ạ, mã 16 nhá, màu đen rất là dễ phối đồ luôn. Mã 16 size M nhá. Mã 16 đấy ạ, 16 size M nhá, 16 size M nhá. Mã 16 size M nhá, 16 size M đấy ạ. Em nên nốt em này nhá, em này là em cuối cùng nhá. Em nên em cuối cùng nhá, chị phải size S. Chị ơi size M cái đấy, size cái đấy bà mặc được. Cái đấy bà mặc được. Chị bao nhiêu cân? Bạn này có 42 cân này à, mặc lên dáng rất là đẹp luôn. Cái đấy thắt đai nên là bà yên tâm đi. Cái đấy thắt đai và rất là đẹp luôn. Cái đấy size SM mặc được mà. 55 kg mặc được. Cái mà vừa em gọi chị ấy là size SM mặc được mà. Em này chị ạ, 55 kg, đổ xuống mặc vừa mã 60 nhá. Mã 60 đây ạ, 60 55 kg, đổ xuống mặc rất là xinh nhá, mã 60 nhá. Cái đấy size SM mặc được mà. Cái đấy đẹp lắm ấy, bà không lấy em tiếc lắm. 55 kg, đổ xuống mặc vừa mã 60 nhá, mã 60 đây.
60 chế 55 kg đổ xuống mặt vừa nhá, mã 60 đấy ạ. 60 là em cuối cùng nhá. 60 là em like cuối cùng hôm nay nhá, mã 60 nhá, hết hàng rồi à. Còn toàn những cái like rồi thôi. Mã 60 nhá. Mã 60 còn toàn những cái like rồi thôi. Mã 60 nhá, hết rồi, còn toàn những cái like rồi thôi bà. Mã 60 nhá, em này mã 60 nhá, 5556 kg đổ xuống mặt vừa mã 60 nhá. Mã 60 đấy ạ, 60 nhá. 5556 kg đổ xuống mắc vừa mã 60. Mã 60 đấy ạ, mã 60 nhá, 60. 60. Em này mã 60 nhá. Để cho em cái xanh nhạt lúc hỏi nhé, cái xanh nhạt. Cái xanh nhạt dạ xù đấy hả? Mã 60 ai chốt nữa không ạ? Cái này đúng không? Cái này đúng không bà? Bà ấy ơi, bà Mai Hao ơi, cái này đúng không? Khiếp lôi cái đấy nhọc lắm ấy. Mai Hao ơi, cái này đúng không bà ơi? Mai Hao ơi, em này đúng không? Cái này không đúng ấy, bà hỏi cái xanh này. Mã 60 nhá. Em dừng like nhá. Bye bye. Chị Kiều Thơ 16 là em nào? 16 là em nào à? Ôi Mai, em vẫn còn từng à, đây, 16 là cái này. 16 là em bạn mẫu đang mặc à? 60 chứ. Em đây này, còn nhiều lắm. Nhưng mà toàn những cái like rồi thôi. Mai em sẽ lọc lại xong em sẽ xả hàng một loạt nhá. Đúng rồi, ok ok Mai Hao nhá. Mai em sẽ lọc hàng xong em xả một loạt luôn nhá. Em sẽ lọc lại một lượt xong rồi em sẽ xả tung luôn, xả cho hết cho nó gọn nhà luôn để còn bán hàng khác. Em dừng like nhá, bye bye. Mì ấy, nghịch lắm rồi.